Cá anh cũng cần thủ minh đi mọi người, cần thủ minh chuẩn bị lên cá nha mọi người. Quất còn dính đó mọi người, lên cá đâu không biết lớn hay nhỏ nha. Ồ, dính rồi đó. Đem cáo ở đây cơ Minh, đem cáo ở đây Minh. Ồ, Minh quá hay quá đi. Đem lại nè Minh. Rồi. Lên cá mọi người. Đâu 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 coi coi. Ồ, Minh câu hay quá. Rồi rồi. Ôi con này ba lại ngoài mọi người ơi. Đây nha. Cầm cá quay phim này cho bà con đây. Coi. Đây là cần thủ. Cần thủ Minh. Minh nhí. Cần thủ Minh bắn chim. 300 mấy gram luôn, mập lô á. Mập. Cần hai đường. Hai đường lụm liền. Hồi nãy giờ anh Tùng giữ cá vô đường rồi. Cá nhỏ. Đường cầu anh á mà nãy giờ giữ cá nó vô rồi Minh nó quất nè. Ngon lành. Rồi. Cái cọc. Rồi, ngon lành. Cắn mạnh không? Cắn cái cọc. Đây nha mọi người. Cọc đã thì ghê lắm. Con này chắc 3 lần rưỡi quá ha. 4 lạng, tới 3 lần rưỡi. Nó không tới 4 lạng đâu mà cỡ 3 lần rưỡi có. 3 lạng hơn có. À, giật cái giò cắn được rung chứ tưởng cá bự. Rung hết à. Rồi rồi nè nè nè. Lấy cái gì bỏ vô. Ăn mé cái gì? Có cái thùng nè. Ăn mé. À, cắn cái